pas l'été, mais je sais. Lấy về mấy hôm nay chị cũng bên bên cơ quan. Thế nhờ không có mưa nhỉ em nhớ. Không có mưa rồi. Về không gặp họ rồi.
Để là nhận được con em được xem nha, em có địa chỉ này, địa chỉ xem nào. Nãy em thấy chị để thông tin ở trên cho con mà em đây, thì em vâng. Cứ lên đây. Vâng, thì mở tay ngoài em. Đấy cơ, anh ngồi đây chứ. Đây, em bé đây à? Vâng, em bé đây. Chị, chị vừa rồi chị đi chợ về, trên đường về thấy em bé bỏ rơi dưới đường ấy, thì lấy về. Lấy về mấy hôm nay chị cũng đi tìm mẹ nó nhưng mà không thấy ai về nhận ấy, nhưng mà chị lấy về với chị. Lấy chị à? Vâng. Chị cũng đi hỏi hàng xóm xung quanh là họ không ai biết ấy, nhưng mà bây giờ chị cũng lên bên cơ quan là trình báo nhưng mà không gặp được cán bộ. Thế chị cứ nếu không ai nhận thì chị cứ lấy nuôi đi, khi nào bố mẹ nó đến tìm thì chị trả lại được. Vâng. Đấy, khi nào chị có thông tin người nhà ai vâng. Của em bé này xong rồi chị báo lên một em để bọn em giải quyết cho. Vâng, vâng. Đấy, thì em làm giấy tờ thì chị nhận nuôi tạm thời. Vâng. Đây. Đây là viết một tờ giấy cam kết. Vâng. Chị này nuôi con. Em lấy chị cái giấy tờ cam kết nhận nuôi em bé nhé. Vâng. Khi nào có người nhà đến thì có thông tin người nhà thì chị báo em để em xuống giải quyết cho chị. Vâng, vâng. Đấy. Chị cứ chăm sóc đứa bé này cẩn thận nhé. Vâng, vâng. Chắc mà em cũng sẽ đi về đây. Vâng. Chỉ là thông tin cho chị thì thôi. Vâng. Chị bảo em đi về nhé. Vâng, em đi chị nhé. Vâng. Em đi về nhé. Cảm ơn nhé.
Ủa, củ măng này hơi to đấy. Ôi. Thôi đây. Chuối, à chuối, à chuối em, áo, Nhiệt quá nhỉ. Đi tìm tiếp nào. Ôi. Ủa, rồi.
đi đường ấy, em ơi. Em vừa gặp xong đi đường. Nước à? Em nước à? Ừ?
xuống xem. Cần bao tiền? Có mấy quả bán lớp nhỉ? Vâng. Một cân anh ạ. Chị đâu? Đói lắm bố. Nào. Anh ơi. Anh ơi đói lắm nữa. Ngon gì? Ngon gì? Ngon gì? Ủa hết đi nhá.